Chào con. No, you want to play with me here. You want to play with these ones and come here. Oh, cái con này con gì con? Reality and this is Peter Pan and I don't know what to name. Oh, flower safe. Phải tên tên vậy luôn hả? Mẹ không có biết tên của mấy đứa này. Oh no, this is it's. Mẹ đặt tên này là cô bé tóc xù. No, no, it's pink. It's true, it's purple and this is Pinkie Pie and this is Rattlesnake. À, cái này là Twilight Sparkle. You're a mommy, so you say that really wrong. Oh, mẹ nói cái đó sai hả? Ủa, chứ lần nãy con nói là Twilight Sparkle. No, no, you say, mommy, everyone say it wrong, but you're really a girl, so somebody say it like a girl. Hey, Daddy! Daddy, don't do that. Ba đừng có làm như vậy. Rồi ok, bây giờ con chỉ mẹ nha. Bây giờ con chỉ mẹ nha. Rồi, ba làm vậy hả? Ba cầm cái kiếm hả? Ồ, đồ, ba đâm cái kiếm con hả? Con nói lại cho mẹ nghe đi. Bây giờ con chỉ mẹ đi. Tiếng Anh của mẹ không có giỏi. Không có giỏi như trai. Là con chỉ cho mẹ đi. Nói lại coi, nói lại. Mama say hello. Hola. No, hello. Hả? Hola. No, hello. À, hello, hello. Rồi, rồi. Con chỉ mẹ con này là Twilight Sparkle. Sparkle. No, you say it like this. Twilight Sparkle. You say it like my Twilight Sparkle. Uh-huh, xem được đúng chưa? Uh-huh. Twilight Sparkle. Twilight. Đúng chưa? Hey, Daddy said that. Mà nó Twilight Sparkle. Rồi con này tên gì? Look at her flower. I think his name is Flower name. Con nghĩ là con này tên là bông hoa hả? Flower hả? Tại vì cái đuôi của nó cái dưới cái đuôi của nó có flower hả? Rồi con này tên gì? This is Pinkie Pie. Pokey Pie. Pinkie Pie. Pokey Pie. This is a wonderful. Well, all of the characters right here, two white sparkle and these are all. Hôm qua mày nói lép gì chăng? Mày nói lép xì gô hả? Hả? Mày nói vậy đúng hay sai? Sai hả? Chứ nói sao đúng? Nói sao là đúng? À, nói sao là đúng? Lép xì gô! No, go, let's go! Lép xì gô? No, let's go. We can't go on. Let's go. Sao? Cô để cho ba cầm cái nón đi rồi mẹ bồng con. Nói ba bầu ba cầm giùm con. Leave it on the floor. Để dưới nó về, để dưới đó đi. We're not gonna bring it up to the boat, Katie. Ở ngoài đó nó ướt nhẹp, bà con không có đem ra hư đồ. This is my food. Ôi, nó mặc đồ ra cho đó coi kìa cô chú kìa. Trời ơi, sao nó thích cái đồ dài vậy quá cô chú? Nó mang đồ dài này hoài luôn á. Mom, it's so pretty. Trời ơi, nó tại vì đồ dài này đẹp quá. Yeah, so somebody gonna say wow. Oh, khi mà ai thấy đồ dài này thì người ta sẽ nói wow, đẹp quá, đúng không con? Đây Ngọc kể cho mọi người nghe. Hồi nãy giờ á là mưa 2-3 tiếng đồng hồ, lúc tôi tính đi ra ngoài ăn rồi mưa, nên là phải ngồi trong nhà order đồ DoorDash để về ăn. Rồi xong mà cái Ngọc hết mưa rồi, cái Ngọc dọn đồ ra ngoài thuyền để ăn, tại vì lâu rồi không có quay cho mọi người coi video clip ngoài thuyền, đúng không? Ok, Ngọc đi ra, xong rồi chồng Ngọc đi ra, xong rồi chồng Ngọc đi vô trước, xong Ngọc đi vô sau. Ngọc nói không biết cái duyên của Ngọc sao đâu. Đây, chú mày chỉ nè, mày đang chỉ cho cô chú, mày đang nói cô chú nè. Theo như mà mọi người coi kênh chay á, thì mọi người sẽ biết là ở dưới này cái tấm đàn này nè. Trời ơi, tôi mới nói nó lò cái đầu nó ra, tôi lên, bây giờ nó lò cái đầu nó ra. Chay, con rắn này chay. Con rắn này chay. Nó nằm nguyên một khúc này nè, lại đây, come here. You come here, you look at the head. See, chay, run. Oh my god. Nè nè, ông trời tôi nổi dậy hết nè. Oh my god, you see it? Oh my god, bây giờ nó nổi cái đầu lên trên nó ngọc hết. Did you see the snake? Trời chồng ngọc, đó kìa, nó bò dưới kìa, thấy chưa? Đó, nó nằm trong đan này nè. Where? Trời trời, chắc tôi chết. Oh my god, Ngọc sợ nhất là con rắn. Dad, did you see the snake? Trời ơi, it was a huge snake. You guys are so dramatic. Oh god. I hear you from in there. I'm like, why are they? Oh my goodness, chồng ngọc. It was right there. Trời ơi, JD, she was next to it.
Okay, unbelievable. Yeah. No, you gotta take a look at the video, okay? Okay, I'll see the video. Khoan, trời đất ơi, thôi Ngọc yêu tim, Ngọc sợ nhất. Ngọc sợ nhất là con rắn chay, coi trời đây. I'm looking for the snake, I don't see him. Trời ơi, trời. Ngọc sợ nhất là con rắn. Mà Ngọc nói Ngọc vừa bước đi vô, Ngọc vừa bước đi vô chỗ này nè. Cái Ngọc đi tới chỗ này nè. Mà thường thường á, là Ngọc biết là con rắn á, nó nằm ở dưới cái đa tấm đa này là nhiều lắm. Con cái gì đó cha, mẹ con cái gì nằm vô đây mà cắn nước. Trời đất ơi, tôi vừa bước ra tới đây nè. Cái đầu nó lôi ra nửa khúc. Trời ơi, Ngọc hết hồn, Ngọc chạy đi vô nhà. Ngọc vừa la cái trong nhà. Cái xong Ngọc đi ra. Cái Ngọc chỉ chơi, Ngọc nói chơi lại. Mãi nãy mẹ mới thấy con rắn. Rồi cái bây giờ mọi người thấy không? Chết chết, tôi chết. Tôi chết rồi, lại nãy này. Tôi chết rồi. Mommy, hả? It won't come. Oh, dramatic. Trời ơi, trời, còn chồng Ngọc nó đánh Ngọc làm quá. Ngọc nó đánh Ngọc xạo nữa chứ. It's just a little maybe, snake. Maybe I don't like snake. Yeah, so doesn't matter what. Oh my god, it was a big snake, right, JD? Yeah, daddy don't care. Trời ơi, nó daddy don't care nữa chứ rồi. Thôi thôi em, thôi sợ quá, Ngọc sợ rắn dữ lắm. Danny, no, that's not. Hôm nay là ăn các bạn biết ăn gì không? Nó món mà Ngọc yêu thích. Crispy crunchy chicken. Cái này á, cái hiệu này nè, crispy crunchy chicken này đó là Ngọc đã ăn ở bên Florida. Nhưng mà hả Ngọc chưa bao giờ ăn ở bên bên Michigan hết. Ngon. Ngon. Oh, oh my god, trời sợ quá đi. Quá trời sợ. Làm rung luôn á. Cái con rắn này thiệt chứ Ngọc thấy thân Ngọc gặp nó hoài luôn chứ. Jenny, this does not go on a kitchen table, okay? Cái duyên phận sao mà thấy nó hoài luôn. I don't know where to put it. Thấy chưa, mẹ kêu con đừng có đem ra. Mà tại sao giờ con đem ra, giờ con để đâu? Mẹ nó kêu đừng có đem ra rồi mà. Hốt hột thì khổ ghê. Vậy mà nó công nhận nó lành chứ phải. Mình con người mà đứng đó mình nó còn chạy đi ra nữa, con nó giữ chứ lành chứ. Mommy, you just want to play with it. Ok rồi, con chơi đi. Ok, let's eat. Ok, cái này gì đây? Cái gì đây? Người ta tặng hay gì đây? Yeah, open up that cái bánh. Cái bánh này. Oh, it looks like a raisin. Còn cái này nè. Đó. Ok. Rồi, cái này là bỏ đây đi. À, cánh gà. Món mà Ngọc yêu thích nhất. Đó, rồi ok, bây giờ ăn thôi. Hôm nay Ngọc có hai cái loại sauce. Cái sauce này, you remember, you bought it in Florida. Yeah. Cái sauce này là vừa có mayonnaise mà vừa có ketchup trong đó, người ta mix lại hết rồi. Did you buy it? Rồi, hôm qua mẹ đi chợ mua của con đó, nhớ không? Rồi, cái này là. Then we got another one that's ketchup and barbecue sauce and ranch. I don't see it. Oh, you don't see it? That barbecue sauce, man, it's pretty good. I was about to buy it, but I don't see it. Cái này là. That's really buttery. Okay. Yeah. Okay. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn tối với Ngọc ngày hôm nay nha. Hồi bữa lúc mà Ngọc ở nhà Ngọc bên Florida là Ngọc đã ăn cái hiệu này rồi. Ngọc rất là thích cái hiệu này. It's raining again. Yeah. It's raining again. Cô có không? Yes. It's raining right here. Okay, one. In the back. More, it's in the back. Look. Here you go. It's in the back. You see it? Mm-hmm. Yes. Cut this. Ah, you hold on. Here, you want me to help you? Yeah. Hôm nay á, Ngọc tính đi ăn đồ nhà Hàn Quốc ở trên một cái thành phố cách nhỏ Ngọc Quốc một tiếng thôi. Đứa con chay học về sao quăng mua kéo tới giày đặt về rồi thôi ở nhà luôn. Mommy, can I try the chicken?
candy. They're really good, dude. Can you go on? Does it make it spicy? Mm. Oh. Well, I'm going to eat it. Mày rửa sạch cho con nha. Con à, lấy miếng này ăn đi. Nè. Bỏ này. Ừ. Ăn đi. Hồi nãy Ngọc cho Che ăn bánh canh rồi. Nên là Ngọc nghĩ là Che không ăn thịt gà nữa mà nó đồ ăn miếng thịt gà. Các bạn coi video clip một lâu quá, bạn biết Ngọc là đạo thịt gà ha. So apparently, the DoorDash driver that dropped it off said there was down power lines and. Chỉ có mưa chút xíu nữa thôi các bạn. Cúp điện, cúp đồ hết trơn. Traffic lights weren't working. Mà cúp chỗ khác chứ không phải cúp nhà Ngọc. Miếng này ngon nè mọi người. Cái gì con? Quê à? Thôi thôi! Rảnh quá! She wants to see the snake. Má mẹ điên lại con rắn nữa. Con rảnh ghê á. Thôi chạy, thôi chạy. Do you wait for us? Béo. Thịt gà này mà phải chỉ có trà sữa ha. Oh my god, this is sick. Nguyên cái sớm này không ai thấy nắng. Mà con biết người ta có thấy không mà sao ăn gần lúc nào cũng thấy con đó. Kỳ cách. Có duyên hả sao? Ngọc sợ lắm, Ngọc không có thích những cái con mà. Cái gì? Từ bụng kè nó non nắng dễ thương. She said the snake is cute. I see that one all the time. Yeah, you tell me all the time, every time you see it. Because you're like, ah, I see a snake. I'm like, it's okay, honey, it's not trying to attack you. Làm Ngọc chỉ cũng dám xuống sông mà tắm luôn, sống ngầm ngầm xuống sông mà tắm mấy cái chân Ngọc với Ngọc tưởng tượng là nó sẽ bò lại Ngọc. Cái gì được á? Bà chạy cá mà nó thấy cá đằng đó. Thì đó, dưới đó thì nhiều cá lắm con. Nhức đầu với mấy chị ta chỉ ráo rồi dưới. Giờ nó đinh đồ đem vô nhà, nó ngồi nó chơi tổng đợi cô chú. Jay, where are you going? Home. You want to see going home? She went and said, I want to go see the snake, and then she just, okay, I'm done out here. Hôm nay nhờ mưa nên là gió mới rất là chiều mưa, ngoài chiều này nó ô bức lắm. So you had all this stuff planned and boom, a severe thunderstorm right when you got home. Một vô hết cái này là giá 31 đô. Chưa tính là mình cho cái tiền cái người mà đem tới nhà cho mình đó. Mình cho tiền nó riêng nữa. 31 đô là cỡ 600 mấy 700 ngàn. Oh, temperature's great now though. Uh-huh. It was so hot before it rained. Your first time eating crispy crunchy. Mm-hmm. What is this though? I don't know. Cái này like giống spicy. Như cái chả giò của Việt Nam mình vậy. Cái trời ơi, nó vô rồi, ra ra rồi vô kìa. Who came back? Được đời không? Nó y như là nó cầm cái rổ đi bán hàng. Cẩn thận nghe con, cẩn thận nghe con. Chạy lẹ đi, thôi chạy lẹ đi. Muốn gặp lại nó hay gì, trời ơi con ơi, cái đôi dép đó mà con đi qua nước cái là hư cái đôi dài đó luôn á con. Rồi, hư đôi dài luôn. Đó, xe con nó thuốc.
nó nói không, không có đôi giày, tại đôi giày này cũ cao lắm. Ủa mà tại sao cứ đi vô rồi đi ra, rồi đi ra đi vô vậy? It's gonna fall and break. Trời ơi, đi bán hàng quá. Trời ơi. I want the other meal. When the other meal was not, the other meal was really bad. Con nào cũng muốn mìa nào? The other meal. À, mìa con của Dinh Nhi hả? No, the other one. Mia con của Uncle Derek, Eric hả? Uh-huh. The one that came here the other day to eat the lobster? Uh-huh. Oh, you like her? She was bad? Uh-huh. You want her or you don't want her? I want her. You want her? I thought you just said she was bad. She's a little bad. Nah. Oh, just like you, right? Just a little bit. Cái trời, cái ức già này thành cái ức già của cái con già lâu chứ còn ức già của gì mà bự dữ vậy trời. First thing, I'm a bad girl. Quá trời bự luôn, ức già. Big, big, chunk. Yeah, huge. Huge. Wow, ức già vậy bự dữ quá trời. Yeah, it's like a turkey breast. Here, you want one more? Sure. Okay, here you go. Con muốn thịt hay là con muốn cái vỏ, con muốn thịt không? Ok, mày lấy thịt cho con nha. Oh, that is just cool. Nè con. Vỏ cắn rồi, đúng rồi. Vậy mày lấy thịt đây cho con nha. Ok, mày lấy thịt đây cho. Hey, I can see the thịt. Đây nè. Lấy thịt đây cho, lấy thịt đây cho chay nè cô chú nè. Rồi, thôi đủ rồi ha. Ok, nhiều đó đủ rồi, ăn hết nhiêu đó là ngon lành này. Rồi, sắp rồi. Ăn hết nhiêu đó thịt là quá ngon lành rồi cô chú ơi. Quá giỏi luôn rồi đó. Trời ơi, con rắn hồi nãy làm khổ tôi sợ tới nãy giờ luôn á trời. Is it over there? Con rắn nãy làm mẹ sợ tới giờ luôn á. Mẹ run tới giờ luôn á. Mommy, is it over there? Cái gì? Con rắn á hả? Uh-huh. Nó đi đâu rồi ta, mẹ cũng không biết. Nó dưới tấm đa nó nhiều lắm. Không phải một con đâu, mấy con lận. Con mẹ, con cha, con em, con chị, con anh, tùm lum dưới đó. Chơi đi, can you help me? Chơi cái này ngon này, chơi cheese trong này này chơi. Ngon không? Nước, nước. Dù không ngon cũng nước, đúng rồi. Cay hả gì? Cay. Đâu có cay. Cay không? How do I say dog in Vietnamese? Doggy. No, in Vietnamese. Cho nói cho ba biết là con chó tiếng Việt. Nói cho ba biết là con đốt tiếng Việt là con gì? Con chó. Đúng rồi. Con mèo tiếng Anh là gì? Con mèo. Nó không phải, con mèo tiếng Anh là gì? Kitty cat. I said con mèo tiếng Anh là gì? Kitty cat. Rồi, bàn tay tiếng Anh là gì? Bàn chân tiếng Anh là gì? Đúng rồi. Tóc tiếng Anh là gì? Hair. Cười. Miệng tiếng Anh là gì? Miệng. I said that. Không. Miệng tiếng Anh là gì? Baby, just don't tell her. Okay. If you give the sign and she'll know what that is. Okay. Rồi, bây giờ nè. Mắt kiến tiếng Anh là gì? Mac. No, nhưng mà ba nói mắt chứ đâu phải ba nói tiếng Việt chứ đâu phải nói tiếng Anh đâu. That's funny. Ba nói chuyện, ba nói tiếng Việt mắc cười con ha. Con nói đi mắc cười quá. Mắc cười quá. Nhưng mà bây giờ nè. Cái dây chuyền con đang đeo tiếng Anh là gì? A necklace. Đúng rồi. Rồi cái áo con đang mặc tiếng Anh là gì? A shirt. Đúng rồi. Cái gì ta, đôi giày con đang mang. Oh my god. Ôi trời ơi, đã rồi ta. Bỏ đồ chơi xuống đi con, bỏ đồ chơi xuống. Đôi giày con đang mang tiếng Anh là gì? Princess. Ok, mày đậm cho. Rồi, đôi giày con đang mang tiếng Anh là gì? Chịu. Đúng rồi. Cái bụng của con tiếng Anh là gì? Belly. Belly hả, cái bụng là belly. Mà mẹ tiếng Anh là gì? Girl. Nhìn mẹ tiếng Anh là girl. Mama, yes, you are. Rồi đúng rồi, mẹ biết mẹ là con gái rồi, mẹ là girl rồi. Nhưng mà mẹ, con kêu mẹ tiếng Anh là gì? Con của mẹ. Con của mẹ không phải. Mẹ là tiếng Việt. Tiếng Anh con thường kêu mẹ là cái gì? It's a
when? Mommy. Đúng không? Rồi ba con kia tiếng Anh là gì? Daddy. Daddy, đúng rồi. Còn bà ngoại tiếng Anh là gì? This place. Không có cây. Bà ngoại tiếng Anh là gì? Grandma. Đúng rồi. Trời ơi, ôi giỏi quá. Rồi rồi. Why did you hit me though? Không, I said, say. You hit me. That's weird. She gets it right, so you just... Bây giờ. Màu vàng tiếng Anh là gì? Yellow. Còn màu đỏ tiếng Anh là gì? Red. Đúng rồi, còn màu tím tiếng Anh là gì? Cat. Màu tím. Cat, can you start with the cat? Ok, con mèo tiếng Anh là gì? Kitty cat. Đúng rồi, con chó tiếng Anh là gì? Đúng rồi, con chó tiếng Anh là gì? I put the crumbs in and there's a fish right now eating all the crumbs. Yeah, I see it. You see it? Mm-hmm. Chay, chay. Con chay tiếng Anh là gì? Mommy, just give it. Thì sao? A morsel. Không, con chay tiếng Anh là gì? Mommy. Này, con sao có mặt ở này? Jenny, look. Sao con bán này? Go look off the side. Trời ơi, hỏi nó bà ngoại tiếng Anh là gì, nó biết cái đó là hay đó. Yeah. Quá hay luôn, hai cha con giờ bây giờ rảnh rồi đó, hết ăn rồi, biết làm gì không? Đi thả xuống cho con cá ăn có được đời không? Còn quá cơ cá không cơ? No, they don't, they can't eat something that big, so you gotta... Nhỏ rồi. Làm cho con cái lội ăn rắn ra ăn cái tôi xỉu tập 2. Rồi đúng rồi, cái này sao hơi cay cay, ta chay nó đúng, hơi cay cay. Đúng không? Cay này cho một chấm với nước sốt như vậy không? Là, looks like a fish. It is a fish. There are fish eating it. Did you see a yellow fish? No, I don't think it was yellow. Is it yellow? Bà coi à. Mặt nước bình yên không? Mưa, ai cũng đóng, ai cũng biết chuẩn bị mưa. Đóng cái tàu mình lại. Yeah, there you go. Crunch it up, because the fish love the bread. Ôi, oh, con thấy con cá rồi đó không? Mom, it likes it. Này, con cá tiếng Anh là gì? Cá. Mày. Fish. Đúng rồi. Rồi con heo tiếng Anh là gì? Con heo. Con heo. Con heo tiếng Anh là gì? Mom, Daddy said it. Không, nhưng mà ba đừng có nói. Daddy don't say it. Jay don't say it. Okay. Con heo tiếng Anh là gì? What's a con heo? Chết, không biết con heo rồi. Biết không? No, they don't like the chicken, Jay. Biết không? Biết con heo là gì không? Con heo tiếng Anh là con chuột. Phải không? Chạy đi. Con heo tiếng Anh là con chuột phải không? Heo. Heo tiếng Anh là gì? It's froggy. Không. Froggy là con ếch. Con heo là piggy. Con nói đi, piggy. Là con heo. Con chay tiếng Anh là gì? JJ. À, nó nói tiếng Anh là chay là chay đi. JJ. Oh, JJ là tiếng Anh là chay chay. Con chay tiếng Anh là chừng chay. Is that your car? Đúng rồi, xe của mẹ. Ok, chiếc xe tiếng Anh là gì? I'm car. Đúng rồi. Còn chiếc xe đạp tiếng Anh là gì? Con, chiếc xe đạp tiếng Anh là gì? Xe đạp. I'm bicycle. Đúng rồi, bicycle. Oh cái, my god, she knows more than me. Yeah, cái bông hoa tiếng Anh là gì con? Bông hoa. Bông hoa, có biết bông hoa tiếng Anh là gì không? Bông hoa tiếng Anh là gì? Gì? Ăn này vô. Rồi bông hoa đi con, bông hoa. Does a fish like watermelon too? Đúng rồi. Watermelon tiếng Việt là gì? Daddy, does the fish like watermelon? Không, không có thích, không thích, no, cá nào không có thích ăn đâu. They don't like watermelon, they just like bread. Watermelon tiếng Việt là gì? Mẹ hay nói dưa gì? Dưa gì? Dưa gì con? Rồi bây giờ con nói đi. Dưa gì? Dưa gì? Mẹ hay nói dưa gì? Dưa hấu. Con nói đi, dưa hấu. Dưa hấu? Đúng rồi. Bông hoa tiếng Anh là gì đây nè? Flower. Flower, đúng rồi. Cái gì nữa ta? Ê, còn cái ở trên trời gọi là gì? Bầu trời gọi là gì? Bird. Không phải bird, bird là con chim. Bầu trời tiếng Anh là gì? Có ở trong cái tên của con. Middle name, your middle name. Sky. Sky, đúng rồi. Sky is the ba đừng có nói, đừng nhỏ nói nè.
Còn cái gì nữa ta? Trời ơi, cô chú phải chạy biết nhiều tiếng Việt không? Cái gì nữa ta? Cái gì nữa ta? À bây giờ rồi, bây giờ nè. Nước tiếng Anh là gì? Water. Đúng rồi. Rồi. How you say that? Daddy don't say it. Rồi cát tiếng Anh là gì? Sand. Sand, đúng rồi. À, gì nữa ta? Ơ, cái con ngôi nhà tiếng Anh là gì? Hả? House. House, đúng rồi. Cái con thuyền này tiếng Anh gọi là gì con? Boat. Cái bậy tào lao. Con thuyền nè, có con thuyền mình đang đứng tiếng Anh đọc là gì? Florida. Gì Florida? Tào lao nữa. À, có hồ bơi tiếng Anh đọc sao? Hồ bơi tiếng Anh là gì? Thôi nghỉ chơi chơi đó. Đó mọi người, một chút cái video ngày hôm nay. Video này là cũng bất chợt. Bất chợt thì phải ăn gà. Cái này là bất chợt ăn gà, rồi bất chợt gặp con rắn, rồi bất chợt gì nữa ta? Bất chợt kêu chay đó đọc tiếng Anh với tiếng Việt hoàn với nhau. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Nếu như mà con chú nào hả? You wanna learn more? Trời, nó nói mẹ cũng muốn học nữa, cũng muốn I wanna learn more. Nếu như mà cô chú ở bên kênh chay á, nếu mà cô chú anh chị nào mà có con ở Việt Nam đồ này kia mà muốn học tiếng Anh đồ này kia đó. Ờ chay, con vịt tiếng Anh là gì? Con vịt. Không biết hả? Con gà tiếng Anh là gì? Chicken. Nhưng mà con vịt tiếng Anh là gì? Ducky. Nhớ không? Con vịt nó bơ dưới sông nè. Trời, nó biết con gà mà không biết con vịt. Nếu như mà cô chú á, mà có con mình mà muốn thích những cái video clip mà Ngọc chỉ chay vậy để cho con của cô chú học được tiếng Anh á, thì cứ like cho cái video và comment cho cái video clip này để Ngọc có thể cố gắng phát huy để có thể mang tới những cái chữ từ vựng rồi này kia hết nọ để chay đọc chuẩn hơn Ngọc. Thôi như vậy nha mọi người nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye. See you guys later. Anh chồng mà con đi ra thì vô cái ngàn lần không bao giờ anh thấy con đâu. Stewie was in our house eating Lucky's food. Trời, gì ghê vậy? That's really? Why you can't leave the sliding door open. Really? Yeah. Chồng I was like, get out of there. So he ran around into like to go in or further into our house and then I walked this way and then he ran out. Chồng mà nói hả, hồi nãy đi ra mà để cái cửa, cái con mèo của hàng xóm nó vô nhà học ăn đồ ăn của Lucky. Mà cái con mèo đó là thật sự là cái con mèo nó rất là mean. Không biết thích cái con mèo đó. That's the one that's eating all our breadcrumbs. À, cá đó. Con mèo đó nó mean, nó mới wow Ngọc, nó quýt lộn với Lucky, nó cắn lỗ tai Lucky đứt. Nói chung là đối với ai trong cái xóm này con mèo nó cũng rất là dữ, không dữ. Mình Ngọc đi nghe nó không, mình nói kè Ngọc là y như là hả, con mèo vậy đó, vui lắm. Nó vô nhà Ngọc nó ăn đồ ăn của Lucky. Cái chồng mà nói đi ra khỏi chỗ này liền. Mà sao không biết cái chú làm sao mà hả, cái con mèo của ổng á, nó không dữ vậy mà ổng để cho nó đi vòng vòng kỳ ghê. Lỡ nó hồi bữa nó quào Ngọc thì Ngọc không nói được đúng không, tự nhiên nó vô nó quào Ngọc thì Ngọc không có nói tiếng nào đó. Nhưng mà lỡ như mà nó vào mà người Mỹ khác là có khi người ta kiện người ta đồ này kia nọ luôn đó, chứ không phải đơn giản thôi đó. Thôi bây giờ mời chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye, thanks for watching.